rồi xin chào các bạn lời nói đầu tiên thay mặt cho kênh xin gửi lời uh, chào đến tất cả các bạn xin chúc các uh, sức khỏe các bạn uh, xin cảm ơn uh, chân thành đến tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ uh, trong suốt một năm qua thì cũng đã gần tết uh, đến xuân về thì hôm nay uh, là cũng đã lật uh, lá mai uh, mình uh, xin uh, chia sẻ một số vấn đề xung quanh đến cái việc uh, chăm sóc cây mai hay các bạn để uh, các bạn có thể một, có một cái cây mai mà nó um, bông được nhiều hơn và đẹp hơn rồi cái thứ nhất á là về cái vấn đề mình xung xin chia sẻ số vấn đề chăm sóc cây mai sau khi lật lá thì mình có một số cây mai đã lật lá xong rồi các bạn. Thì mình xin mà đóng góp một số ý kiến nho nhỏ để gửi đến tất cả các bạn thì anh em nào có ý kiến hay hơn thì có thể là bình luận để chia sẻ thêm ha. Rồi thì đối với một số cây mai á mà sau khi lật lá nè các bạn mình chia sẻ các bạn về cái vấn đề rất là quan trọng mà không thể thiếu và cũng như là ảnh hưởng cũng như ảnh hưởng đến cái độ phát triển của nụ thì tất cả điều cần đó là nước hay các bạn thì vấn đề về cái lật lá mai mà sau khi mà lật lá xong á thì cái lượng nước á các bạn nó sẽ thay đổi chứ không có giống như là cái cây mai chúng ta mà trong cái quá trình nó còn đang mang lá ha thì đối với cái cây mai sau khi lặt lá xong thì cái lượng nước nó sẽ giảm các bạn tại vì lá là cái cơ quan mà nó bị mất nước nhiều nhất ha nó làm cho cái thải cái lượng nước rất nhiều khi mà không còn lá nữa thì cây nó sẽ sử dụng nước ít hơn bằng chứng đó là cái, nếu mà các bạn tưới như còn lá đó thì bắt đầu cái chậu chúng ta nó không có khô vì thế cái quá trình mà giảm lượng nước xuống đó các bạn để mà cho cái bộ rễ chúng ta nó khỏe là cái vấn đề mà các bạn nên chú trọng ha thì đầu tiên là chúng ta chỉ tưới đủ cái lượng nước các bạn thấy nè giống như này là mình tưới là chỉ đủ cái độ ẩm của nó thôi ha các bạn nó để cho cái rễ nó hoàn thiện chất dinh dưỡng nó nuôi nụ tiếp tục đó. nó tiếp tục nuôi nụ ha Nói các bạn thì để cho nó mà vận chuyển nước chúng ta trong cái giai đoạn này thì sau khi đặt lá xong á các bạn thì chúng ta nên ngưng tưới nước tầm khoảng chừng 2 đến 3 ngày để chuyển cây từ cái giai đoạn mà sang cái giai đoạn mà để cho nó thiếu nước chúng ta cắt nước bỏ các bạn thì để cho nó tập trung nó sẽ làm nụ được nó nuôi nụ được tốt hơn ha thì sau khi cỡ hai ngày thì chúng ta tưới nước lại bình thường thì cây chúng ta đầu nó nụ đồ nó sẽ phát triển thành thục hơn nữa ha các bạn và cái độ mà chín của nụ là ok đó thì đó là một số cái kinh nghiệm rồi thì mấy cái mai này mình cũng đã mới phun rồi có vấn đề thứ hai là cái vấn đề về chăm sóc sâu bệnh thì sau khi không còn lá nữa thì các bạn nên chú ý là vẫn còn sâu ha thứ nhất là sâu đục nụ nè nó có thể tấn công vô cái nụ chúng ta thì sáng mình mới vô phun đó mình sáng thì mình mới vô phun cái mà cái thuốc đó các bạn thứ nhất là cái sâu vậy trong giai đoạn này thì chúng ta nên phòng một số cái loại sâu mà nó đục nụ rồi đối với những cái nụ nhỏ đó các bạn đây rồi đối với nụ nhỏ mà chúng ta đặt lá rồi mà nó còn nhỏ thì chúng ta nên tăng cường dưỡng rễ ha thì chúng ta có thể sử dụng một số cái loại dưỡng rễ mà kích rễ rồi đó để chúng ta phối thêm chung với cái phân mà NPK của chúng ta là NPK thường cái chỉ số mà lăn nó cao để cứ tiếp tục của nó nuôi cái nụ chúng ta được cao hơn cái chỉ số giữa các bạn nó cao có thể là 11 55 11 ha để mà nó làm cho cái nụ chúng ta nó mau lớn hơn rồi chúng ta nên kết hợp chung với dưỡng rễ các bạn thì trong cái giai đoạn này tại sao mà mình phải sử dụng dưỡng rễ cái rễ là cái cơ quan là cái miệng của cái cây hay các bạn mình cũng đã nói cái này rất là nhiều rồi thì cái gãy là cái miệng của cây cây cho nên nó các bạn khi mà cái bộ rễ cây mà nó phát triển mạnh á bài đầu nó hút với dưỡng thì nó sẽ nuôi cái nụ của chúng ta được mạnh ha thì cái đó là cái yếu tố tất nhiên chúng ta nên nuôi rễ và kết hợp với cái phân dưỡng nụ thì sẽ ok hơn ha các bạn thì đó là cái một số cái vấn đề mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể chăm sóc tốt cây mai của chúng ta ha. Đó. Đây rất là đông các bạn, mình đi vô cũng hơi khó. Đó. Đây nữa nè. Để thấy không? Đây là những cây mai mà nó mang nụ rất, rất nhiều nè. rồi thì đó là một số các vấn đề về phân bón và cũng như là chia sẻ về cái chăm sóc cây mai và nước tưới thì quan trọng nhất là giờ vẫn dẫn là nước ha các bạn nước chúng ta tới nên giữ ẩm thôi đủ độ ẩm cho cây để nó phát triển tại vì cái bộ lá nó đã mắc rồi ha các bạn nó không còn nữa đó thì cây chúng ta sẽ phát triển Ok chơi nhìn thấy không nụ rất nhiều ha trong này nó rất là mình rất là khó đi luôn đó các bạn đó, đây này thấy không nồi nụ, nụ nụ vẫn còn xanh thì do cái chế độ chăm nước mà nó được ok các bạn thấy không mình tưới cũng giữ ẩm thôi ha tưới có thể là giảm một nửa so với cái thời gian mà nó còn bộ lá đó các bạn rồi hy vọng là những kiến thức nho nhỏ có thể là bổ sung để các bạn mới vô chơi có thể có thêm kinh nghiệm để chúng ta chăm sóc tốt cho mai của chúng ta ha thì đó là một số cái vấn đề mà mình chia sẻ các bạn về cái lượng nước tưới thì chúng ta nên tưới giữ ẩm cắt nước sau khi đặt lá chúng ta cắt nước tầm 2 ngày rồi chúng ta tưới lại bình thường nên chú ý là không để cho cái tình trạng nước nó bị khô hay các bạn chúng ta cắt nước đây nhưng mà nó vẫn còn hơi ẩm để mà cây nó vẫn còn phát triển nếu mà chúng ta cắt nước quá thì nó sẽ bị mà nó khô mà nó khô không có nước luôn là nó cây chúng ta nó bị sốc ha các bạn nó rất là ảnh hưởng đến cây và khi mà chúng ta tưới lại thì nó sẽ ảnh hưởng rồi các bạn cái nụ chúng ta nó sẽ không có phát triển được mạnh và đẹp ha thì chúng ta cắt nước nhưng mà cắt nước vẫn là cắt nước mà hạn chế chúng ta cắt nước mà bình thường thôi hơi cho nó hơi khô nhẹ lại thôi nhưng mà nó vẫn còn cái đồ ẩm để cây nó phát triển để cây nó nuôi nụ ha để nếu mà chúng ta cắt nước hết thì nó không có dẫn nước lên được nó ảnh hưởng tới cái nụ đó đó là một số cái vấn đề mình chia sẻ với các bạn nó phân thì nếu mà cái nụ nhỏ hoặc là gì đó thì chúng ta vẫn có thể nuôi kết uh, hợp với cái uh, dưỡng rễ thì có thể uh, sử dụng cái uh, mà một số cái loại uh, atonit này các bạn vẫn được ha kết hợp chung với uh, 10 uh, chỉ số uh, lăng cao đối với những cái nụ nhỏ ha xử lý cái nụ nhỏ luôn đối với những cái nụ nhỏ mà nó chúng ta cảm thấy không kịp tết bằng học gạo đó thì chúng ta có thể kết hợp atonit cộng với uh, phân cái lượng lan cao đó là có thể là 15 11 55 11 để chúng ta tới ha thì chúng ta tới cái liều lượng cũng vừa phải một về phân thì một ga hai ga một lít nước và cái atonit thì tầm khoảng năm giọt cho cái mà một lít nước ha các bạn nó thì chúng ta tới thì cách nhau khoảng 3 ngày thì chúng ta tưới lại một lần và chúng ta tưới ba lần thì chúng ta ngưng thì đó là quá trình nuôi nụ mau lớn ha đó như cái nụ như thế này nè nó không có đều quá các bạn nó nồi nhỏ nè cỡ hạt gạo nè thấy không còn những nụ này nó thành thục nè ok như cái những cái nụ này thì ok ha các bạn đó. rồi đó là một số cái vấn đề mình uh, chia sẻ với các bạn hy vọng uh, cái video nhỏ nhỏ này uh, mang lại cái uh, kinh nghiệm để uh, cho các bạn uh, uh, mà um, mới chơi mai có thể là có kinh nghiệm để xử lý gọi cái vấn đề mình nhắc lại vấn đề tưới nước thì các bạn nên chú trọng ha thì chúng ta coi cái lượng nước cây nó hút như thế nào và chúng ta bổ sung lên thêm thì sau khi lặt lá thì có thể cắt nước một đến hai ngày nó để cho cây nó trong tình trạng nó hơi thiếu nước thì khi tưới vô các bạn thì cái nụ nước ta nó sẽ phát triển mạnh đó, thì có đó vấn đề để uh, chuyển từ cái giai đoạn mà nuôi nụ sang cái giai đoạn nở bông ha thì chúng ta nên cắt nước đó nụ thì rất là ok thôi các bạn Thấy không? rồi video đến đây là kết thúc rồi hy vọng sẽ nhận được những cái đóng góp chân thành từ các bạn xin chào các bạn